Với sư tử, săn trâu rừng là một việc khó và vô cùng nguy hiểm. Nếu thiếu kinh nghiệm, ít hiểu biết, sư tử có thể dính chấn thương rất nặng. Những đàn sư tử nhỏ, ít quân số, chúng sẽ không dám mạo hiểm săn trâu. Một con sư tử đực khỏe mạnh, nhưng nếu đơn độc thì ngay cả gia trâu nó cũng không động tới được. Hả? Trâu rừng châu Phi là loài vật không dễ bị ăn hiếp. Chúng giàu sức mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, đáng sợ nhất là cặp sừng cứng như sắt, hút thủng ruột bất kỳ kẻ hiếu chiến nào. Càng đặc biệt hơn, trâu rừng sống theo bầy đàn. Chúng rất đoàn kết và ít khi bỏ rơi đồng loại gặp nạn. Wow. Những nghe con luôn được trâu mẹ và cả đàn dành sự quan tâm đặc biệt. Này không dễ gì để sư tử tìm kiếm ra bữa ăn. À? Con sư tử có một chỗ nấp rất lý tưởng. Nó sẽ tạo ra một cuộc phản công chớp nhoáng, làm bầy trâu giật mình và chớp thời cơ ra đòn. Đó là trong suy nghĩ của nó. Còn giờ mới là thực tiễn này. Xông lên. Sức mạnh của hai chị em nó không có hiệu quả rồi. Sư tử đực đi theo cũng tham gia đầy khí phách. Quân số quá ít, ba con sư tử không có cách nào xuyên thủng hàng phòng vệ của bầy trâu. Một con trâu đầu đàn mới được bầu chọn lên còn quá khỏe và vô cùng hung hăng. Nó không bỏ chạy, ngược lại dẫn dắt cả đàn tấn công trực diện, đánh bầy sư tử đi nơi khác. Sư tử muốn săn trâu thì phải nhìn thái độ của con trâu đầu đàn. Nếu con đầu đàn tỏ ra thiền chiến, lì lợm thì tốt nhất không thể manh động. Bởi con đầu đàn luôn có một hiệu lệnh đặc biệt. Nó sẽ điều động thành viên to khỏe nhất trong đàn ra nghênh chiến liên tục. Còn nếu trâu đầu đàn quyết định bỏ chạy, đó mới là lúc thích hợp để sư tử theo đuổi cuộc săn của mình. Thường thì trâu đầu đàn sẽ không mạo hiểm khi đối diện với một đàn sư tử đông đúc. Một đàn sư tử có liên minh 3-4 sư tử đực, chúng mới làm cho trâu đầu đàn hoảng sợ được. Khi cả đàn trâu bỏ chạy, những con già yếu hoặc con non sẽ bị tụt lại. Lúc đó sư tử sẽ có một bữa ăn dễ thở hơn. Oh my god.